Xin chào các em. Hôm trước cô đã hướng dẫn chúng ta cách giải bài toán thuận trong lai một cặp tính trạng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về phương pháp giải bài toán nghịch trong lai một cặp tính trạng. Về phương pháp giải cái dạng bài toán này, chúng ta sẽ quan sát trên phông chiếu. Cô sẽ hướng dẫn các em trên phông chiếu. Giải 2, bài toán nghịch. Bài toán nghịch là dạng bài toán mà dựa vào kết quả online để xác định kiểu gen, kiểu hình của bố, mẹ và lập sơ đồ lai. Thường gặp hai trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là cho biết tỷ lệ phân tích ở con lai, và trường hợp thứ hai là không cho biết tỷ lệ phân tích ở con lai. Chúng ta sẽ vào từng trường hợp một. Trường hợp 1, đề bài đã nêu tỷ lệ phân ly kiểu hình ở con lai. Với trường hợp này thì chúng ta sẽ có hai bước giải. Bước 1, căn cứ vào tỷ lệ kiểu hình của con lai, có thể rút gọn tỷ lệ ở con lai thành tỷ lệ quen thuộc để chúng ta dễ nhận xét. Và từ cái tỷ lệ đó chúng ta suy ra kiểu gen của bố mẹ. Bước 2 là lập sơ đồ lai và nhận xét kết quả. Sau đây chúng ta sẽ đi tiến hành giải một bài tập minh họa. Đề bài như sau. Trong phép hai giữa hai cây lúa thân cao, người ta thu được kết quả như sau: 3018 hạt cho cây thân cao và 1004 hạt cho cây thân thấp. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho phép là trên. Thì chúng ta thấy là cho hai cây lúa thân cao thì thu được cây thân cao và cây thân thấp, thì đầu tiên chúng ta sẽ xét tỷ lệ phân ly kiểu hình của con lai. Cây thân cao chia cho cây thân thấp thì chúng ta thấy tỷ lệ là gì? 3016 chia cho 1004 thì chúng ta thấy tỷ lệ là 31. Và với tỷ lệ 31 thì đây chính là tỷ lệ tuân theo quy luật phân tính của Mendel. Từ đây chúng ta suy ra được tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Và chúng ta từ đây chúng ta quy ước gen. Gen A lớn sẽ quy định thân cao và gen A nhỏ sẽ quy định thân thấp. Tỷ lệ con lai là 31 chứng tỏ bố mẹ có kiểu gen dị hợp và bố và mẹ đều có kiểu gen A lớn A nhỏ. Bước 2 chúng ta lập sơ đồ lai. P ở đây, bố mẹ ở đây là cây thân cao, A lớn A nhỏ, lai với thân cao, A lớn A nhỏ có kiểu gen A lớn A nhỏ. Giao tử, mỗi bên bố mẹ cho ra hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ. M1 ở đây, kiểu gen sẽ là 1 A lớn A lớn, 2 A lớn A nhỏ và 1 A nhỏ A nhỏ. Và cho kiểu hình là 3 cây thân cao và 1 cây thân thấp. Vậy chúng ta kết luận là kết quả của phép này, kết quả trên phù hợp với đề bài đưa ra. Trường hợp thứ hai là đề bài không cho tỷ lệ kiểu hình của con lai. Với trường hợp này thì chúng ta để giải bài toán này, chúng ta dựa vào cơ chế phân ly và tổ hợp những sắc thể trong quá trình giảm phân và tụ tinh. Cụ thể là chúng ta sẽ căn cứ vào kiểu gen của con lai để suy ra loại giao tử mà con có thể nhận từ bố và mẹ, từ đó xác định kiểu gen của bố mẹ. Và nếu cần thì chúng ta sẽ lập sơ đồ lai để kiểm tra, sau đó kết luận để nhận định kiểu gen trên là đúng. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành giải một bài tập minh họa. Bài tập như sau. Ở người, màu mắt nâu là trội so với màu mắt xanh. Trong một gia đình, bố và mẹ đều có mắt nâu. Trong số các con sinh ra thì có đứa con gái sinh ra một đứa con gái mắt xanh. Hãy xác định kiểu gen của bố và mẹ và lập sơ đồ minh họa. Bài này chúng ta tiến hành giải như sau. Theo đề bài chúng ta quy ước gen. Gen A lớn quy định màu mắt nâu, gen A nhỏ quy định màu mắt xanh. Người con gái mắt xanh sẽ mang kiểu hình lặng, có nghĩa là mang kiểu gen A nhỏ A nhỏ. Kiểu gen này sẽ được tổ hợp từ một giao tử A nhỏ của bố và một giao tử A nhỏ của mẹ. Thế chúng ta suy ra được là bố và mẹ đều tạo ra được giao tử A nhỏ. Theo đề bài thì bố và mẹ đều có mắt nâu, có nghĩa là kiểu hình trội, lại tạo ra được giao tử A nhỏ, chúng ta suy ra
bố và mẹ đều có kiểu gen dị hợp là A lớn A nhỏ. Và từ đây chúng ta sẽ viết sơ đồ lai. B ở đây mắt nâu là A lớn A nhỏ, lai với mắt nâu A lớn A nhỏ. Giao tử mỗi một bên bố mẹ sẽ cho ra hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ. Em 1 sẽ có kiểu gen là 1 A lớn, 2 A lớn A nhỏ và 1 A nhỏ. Và tiểu hình sẽ cho ra 3 người con mắt nâu và 1 người con mắt xanh. Đây là toàn bộ cái lời giải của cái bài đại diện điển hình cho trường hợp 2. Và từ sau khi cô hướng dẫn cách giải của hai trường hợp này, chúng ta sẽ làm cho cô hai bài tập phần thực sau. Bài 1. Trong một phép lai giữa hai cây cà chua quả đỏ thu được kết quả phép lai như sau: 315 cây quả đỏ, 100 cây quả vàng. Biện luận và lập sơ đồ lai cho phép lai trên. Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định. Bài 2. Ở người gen A lớn quy định mắt đen, gen A nhỏ quy định mắt xanh. Mắt đen trội hoàn toàn so với mắt xanh. Bố và mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để sinh con ra có đứa mắt xanh và có đứa mắt đen? Vừa rồi là cô đã hướng dẫn các em là cách giải bài toán nghịch trong lai một cặp tính trạng. Và ở bài toán nghịch thì có hai cái trường hợp cụ thể cô đã hướng dẫn các em rồi. Về nhà thì các em sẽ làm cho cô hai cái bài tập này và nộp vào địa chỉ Gmail, Gmail, Facebook hoặc Zalo cho cô trong tuần này. Và xin hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.